Xin chào các bạn, chào các bác, chào mọi người nhé. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hôm nay bốn đồng chí tiếp tục vào rừng săn bắt ong đất nhé các bạn. Đây, trước tiên làm lửa đó. Quân của mình đi bắt ong lúc nào cũng không có bảo hộ đấy các bạn, các bác nên dùng lửa để tạo khói. Trong cái quạt thế nào ong ngất cái đầu anh em mới đào. Không có quần áo bảo hộ, một người đào ba người canh, chứ không là nó mà thoát ra ngoài chết cho vớ mồm. Đây tới tổ ong rồi các bác, nhìn có phê. Đây thành quả của bốn đồng chí tối hôm nay này các bác. Ba tầng chinh phục mấy tiếng đồng hồ mới được. Đâm tưng hả? Bảy cái bé bé nhà con nhỏ mà bên đi nằm ơ nhẹ nằm ra đây nằm ra như là lơ ra lơ lơ bún họ bận đi. Bốn đồng chí mà chinh phục cái tổ ong đất không bảo hộ làm mấy tiếng đồng hồ mới xử được. Tâm tuần đi lên bồi. Rồi, ok, lượn thôi. 10 giờ rồi, 10 giờ hơn rồi. Phát tâm nhân. Bộ vòng thật nèng. Đây thành quả của bốn đồng chí. Em đã có sự bỡ lạc rồi. Rất to mà thế. Mình có thảo. Thấy nhỏ ông đẹp không cô? Không tự nói mình tại mà nói. Ông ơi coi. Ông đất hay là ông thì gà đất. Ông về. Nó tuổi của điện này. Thank you.
chia mỗi người được 2 chén đồ ăn. Ok, mình xin dừng lại video ở đây nhé. Nếu các bạn, các bác thấy video này hay thì đừng quên cho một like. Còn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và có chuông bên phải để nhận được những video mới nhất của bên vlog nhé.